Ok, xin chào người đến kênh Phong Vũ 2367 ha. Nay là một người ít kính, thì trong đó là có kính râm và một số kính lão, đấy ít dòng kính cho mọi người. Thì video này thì bán như bình thường mọi người ha. Đơn trên 300 ngàn chứ không đủ bao ship. Đơn dưới 300 ngàn mọi người muốn được bao ship thì chỉ khoảng thêm 15 ngàn như mọi người lưu ý nha. Thêm 15 ngàn. Còn tất cả các đơn nhận kiểm tra thanh toán phí ship là 28 ngàn nha mọi người. Đang kiểm tra thanh toán phí ship là 28 ngàn. Mọi lưu ý nha, chứ con không phải không có áp dụng giống như video trước nha mọi người. Video trước em bao ship là chỉ là video thanh lý thôi à. Mấy bác cứ vin vô cái những cái video thanh lý, video giá rẻ rồi áp cho mấy video này là chết em á. Không áp dụng bao ship nha mọi người nha. Video bán bình thường. Đó, mấy cái video thanh lý thì em mới bao ship giống video trước thôi ha. Nhắc lại mọi người, số điện thoại liên hệ là 0934092367 nha. Cũng là số Zalo luôn nha mọi người. Rồi em bắt đầu video luôn. Rồi đầu tiên lên mọi người mã Q1 mọi người nha, 1,3 triệu nha mọi người. Ray-Ban bông lông, đây sản xuất năm thập niên 1970 ha. Hộp đây, da đó. Ở trong thập niên 1970, BL nét Đức mọi người nha, cái góc 12 giờ. Đây là kính aviator nha. Con này foam size 5814. Size 5814. À 5814 UHA này, BL 5814 UHA. Đây. BL Ray-Ban UHA ha. Đức vàng này mọi người đánh sơ cái này nó vớt xước này hết hết. Em thì mấy cái này em đỡ nguyên bản nha. Nó bị gãy cái phần càng này mọi người đó. Lâu ngày nó giòn quá. Mấy cái thập niên 70 hay bị cái này nó ha. Giòn á. Nó bị bở, em quấn keo lại cho nó khỏi châm này nó nhọn á. Bên này nó cũng tốt rồi. Giờ thì mọi người mua cặp dê càng này thay. Ở trong càng thì em có nhiều nhưng mà nó không phải zin xe ban thành ra em không có thay nha. Không có phát ri ban thành ra không có thay. Của mấy hãng khác thì thay vô thì mọi người tưởng xào trẻ thành ra để nguyên bản thôi. Và thả bán rẻ người nguyên bản. Trồng xanh rau muống ha. Xanh rau muống đó. Tập niên 1970 nha, đó nó bị phần càng đó. Trồng thì có súp tơ nhưng mà đeo vẫn ok nha mọi người. Vẫn đeo vẫn nhìn vẫn ok. Đó, lách cơ vàng. Lách vàng này giờ mọi đánh cái là ok nha. Thay hai cái càng xong đánh cái na sơ lại là ok. Con này thì có chiều ngang là 137 nha. Nhưng mà mặt mọi người 140 đeo ok mọi người ha. Ngang 137 đó. Nhưng mà mặt 140 vẫn đeo ok nha mọi người. Đó. Cái dê mũi này mùi chỉnh là xí đó. Màu xanh rau muống. Rồi Ray-Ban thập niên 1970 nha đó, nó không có đẹp lung linh. Nó tê tu rồi là nó có giá như này mùi. Bây giờ mình thay cái dây mắt là mùi đeo ok ha. Một chỉ có 1,3 triệu thôi mọi người. Đó. Đeo đi làm đi đường nó không có sợ tiết của ha. Tiếp tục con Q2 1,8 triệu nha. Nó con này thì không cái hộp không phải đời của nó rồi mọi người. Mà cái da này nhìn hộp da miếng miếng nha. Da thiệt mọi người. Rất là dày luôn. Bao bình lông nè. Con này thì là thập niên 1970 luôn nha mọi người. Chữ BL nét Đức. Góc 12 giờ. Da mắt này. Đây con này thì nó bị đời cùng đời với con kia nó bị giòn bị bể, em thay cái càng của con Ray-Ban đời mới nha, Ray-Ban ý vô. Đó, nó bị hơi bị vô đây xí nè. Nhưng mà mình đeo tạm ok. Bây giờ mọi người tự thay cho nó không thành vấn đề đâu ha. Nước vàng còn khá là ok nha mọi người. Này thì đánh cana là bóng. BL Ray-Ban UHA. Đó. Này cũng size 5814 luôn, ngang của nó là 137 luôn nha mọi người. Ngang 137 luôn. Cái càng này thay nha, nhưng mà cũng nhìn còn ok đó mọi người. Dùng đeo luôn cũng được ha. Con này là chồng đổi màu ha. Em sẽ đây nó sẽ có màu bình thường, nó sẽ màu hơi khói khói nè mọi người. Đó. Sẽ test đổi màu nha. Cái đèn test đổi màu em thì nó bị hư mấy cái đèn à. Sáng không có đều.
luôn em tích sơ mọi người nha, ra càng nắng nó sẽ càng đậm hơn nha mọi người, ra nắng nó sẽ càng đậm hơn. Đó. Ok cho mọi người. Con này 1.8 nha mọi người. Mã Q2 1.8. Trồng cũng rất là ok nha. Tiếp theo mã Q3 2.3. Đó, con này hợp thì te tua rồi. Mà kính rất là chất lượng luôn. BL Ray-Ban USA ha. Đó, con này mặc sang 1.40 với lại đeo ok mọi người nha. BL đây. Một lần liền. Con này thập niên 1990 mọi người nha. Ray-Ban. Có cái chén bụi nhựa xung quanh đây luôn. Đó. Nhựa này. Ray-Ban đây. À. Che mắt BL đây. BL Ray-Ban. BL Ray-Ban này đó. BL Ray-Ban. Con này Ray-Ban Mỹ mọi người. Ốc. Phong này dễ đeo, ngang của nó là 137 138 nè. Đó. Trồng cao 34 nha, trồng cao 34, cầu mũi 20. Đó. Đeo rất là ok luôn nha mọi người, rất là ngầu. Em mặc 10 đeo này vẫn đẹp nha. Đó. Trồng con rất là đẹp nha, cái này leo sơ là lụm mọi người. Có sức tơ nhưng mà rất là ít. Cái khăn nó rụng lông quá. Đó. Rồi con này 2.3 nha mọi người. Cái hộp hơi khoai. Mà có hộp Ray-Ban nè. Cùng của Ray-Ban luôn mà hộp nó nhìn nó tê tu quá rồi. Q3 2.3. Q4 3.9 nha mọi người. Kính thầy bói. Thì tinh nha. Cái càng này không biết làm bằng chất liệu gì mọi người mà nó rất là dẻo nha, cái đây này không biết phải bằng bạc không, đây nó dẻo lắm, nó rất là dẻo nha, càng móc tay này, cái đây là thủy tinh nha, không độ, còn cái này là trồng râm màu xanh nha mọi người, đó xanh này chắc đi nắng thôi nha, đi đêm không thấy hương rồi nha mọi người, đi đêm thì bật cái kính này lên rất là ngầu ha, trồng đây thủy tinh không độ nha, rất là độc. Ngang thì 128 27 thôi mọi người. Nhưng mà mặc cái loại càng chung này nó nở hậu anh em mọi người. Đeo ráng á mặc 140 trở lại vẫn đeo được nha. Đó, to quá thì không được, 140 trở lại đeo không được nha. Thì foam thầy bói nó sẽ thu lại trong đây. Đó, cái chồng subtlety nhưng mà không đáng kể ha. Mấy cái kính cổ này rất là cổ luôn mọi người. Thành nó làm rất là thủ công mọi người, nhìn nó không có mượt như những cái kính làm máy móc luôn nha. Nhìn nét thủ công không biết phải bằng bạc không ta, đó móc chung vô, đó đế còn đẹp chưa, lật lên đi siêu tầm mọi người, đó ok chưa. Càng móc tay nhiều người mà cầm đây nè, móc tay mình. Cái này chỉnh được nha. Nó rất là mềm luôn, không biết bằng cái gì. Nhìn thủy tinh hết nha mọi người. À, con này giá 39 mọi người nha, Q4 39. Mấy cái con này thì dòng này nó ít khi có. Q5 37. Con kính đổi màu trầm có xuất rất là nhiều mọi người. Xuất li ti thôi nha. Li ti thôi, rất là khó thấy mọi người.
con này thương hiệu là Sit House của Sit House, Sit House. Cái này của áo mọi người nha. Của áo đây. Về mắt. Form này thì nam vẫn đeo được nha. Nhưng mà đến chính nó là nữ bản ngang 137. Thông số là 56 18 135 nha. Rồi để em lên màu cho nó. Đây trong thủy tinh mọi người nha, trong thủy tinh. Xúc tơ li ti nhiều. Cái đèn UV nó cháy mấy cái bóng yếu quá. Đó. Nên đổi nhắc nhạc sơ sơ thôi, còn mọi người ra đánh nhiều nó sẽ rõ hơn. Mọi người thấy không? Xúc tơ nhiều nhưng mà em thấy đeo vô không vấn đề gì nha mọi người. Đeo vô không vấn đề gì trong thủy tinh ha. Càng cái là hóa sơ phía đít nè. Con này của áo nha mọi người. Có lớp ván luôn. À, quên. Đó. Nó đang về màu lại mọi người. À, con này 357 nha, Win 5 357. Win 6 359. Con này của Nikon. À, Nikon. Thông số là 54 13 135 nha. Đi con. Dây mắt này chữ N. Đó. Trồng thủy tinh nha, trồng thủy tinh và màu trà mọi người nha. Tinh màu trà trồng rất là ok luôn. Đó. Con này ngang tầm 135. Ngang 135 nha mọi người. Nam nè, nữ nha mọi người, nữ nha, nhưng mà nam vẫn đeo được con này. Nam mặc nhỏ thôi nha, mang 137 trở lại thôi. 40 sẽ hơi kích. Trong thủy tinh nha, còn rất là ok luôn rồi. Nikon Q6 359. Q7 360k. Cái hộp Tetua. Cái hộp này của Victoria Secret. Thương hiệu quần áo mini nổi tiếng. Cái con này. Con này trồng thủy tinh luôn nha mọi người, trồng thủy tinh luôn, của Nikon luôn. Màu cái này gọi là màu gì nhỉ? Màu tro hả? Hay màu xanh đen giống Ray-Ban ta, không phải. Con này màu màu khói. Đó. Khói xanh à. Nikon. Cái màu nó màu giống cái màu gọng luôn mọi người. Nhìn giống ha. Xúc tơ này mọi người, nhưng em thấy đeo ok nha, xúc cái này nè. Đó, nhưng mà nó mà đẹp thì nó chắc phải có giá lắm mọi người. Guzziaro. Nikon nha, thông số là 6213. 6213 nha mọi người. Trong thủy tinh nha. Ngang là 147 luôn, các bác nào mặc từ 142 trở lên nha. Tệ nhất 142 mọi người. Xúc tơ này nhiều nè, mà trong thủy tinh nha. Mà em thấy ok mọi người, không vấn đề. Vẫn đeo thấy bình thường. Q7 360k. Tiếp tục Q8. Q8 một con kính nữ nha. Q8 là 180k. Kính nữ. Thông số là 60 14 130. Cái trồng do đâu rồi. Xúc tơ nè mọi người ha. Nhưng mà thấy đeo ok mọi người, không vấn đề gì hết nha. Thương hiệu là Ningwet. Đó. Gọng rất là cứng cáp nha mọi người. Logo hãng sau đây luôn. Làm rất là cứng cáp. Ngang là 142, trên mặt bác nào 140 trở lại thôi nha, bác nữ 140 trở lại. Ở trên màu cam dưới cam nhạt cần nha. Q8 180k.
Q9 500k nha. Con này Ray-Ban Mỹ luôn mọi người. Mà em không biết dòng của nó là dòng nào, đã tìm kiếm hết. Ray-Ban đây. Đó. Bơ Đức nè, con này thì thập niên 1970. 1980 thôi. Em 1980 mọi người. 80 90 vậy hả? Cái dê nó nhìn nè, thua luôn, không biết phân biệt sao luôn. Đấy. Dê nó là miếng cao su đồng hả? Cái lâu lâu nha mọi người. Trong thủy tinh nha. Lâu lâu đi. Nhà dưới bánh xe như bánh đá Zippo ha. Càng ở đây. Thông số thì nó mắc hết rồi, em không biết là nó cái đời gì để kiểm tra luôn mọi người. Đó. Có hình như con rắn này. Hay con tung trình này. Mà đeo rất là ngầu ha, nam đeo được luôn mùa. Mặt bắt nào tầm 140 trở lại đeo ok nha. Đeo đây. Ngang nó là 140. Tới đợt sưu tầm mọi người, mà không biết mẫu là gì. Trong thủy tinh nha mọi người. Cao 36. Đó. Rất là dị luôn. Mày ngầu đét ha. Này sưu tầm bỏ tủ đẹp mọi người. Bánh rồi ha, rất là lạ luôn. Cứng cáp nha, chứ không phải lỏng bỏng như mấy hàng pha keo nha mọi người nha. Rất là nhìn rất là cứng cáp luôn. Khoảng 5 tính. Trong thủy tinh nha. Còn khá là ok luôn. Bên lờ này Đức. Dòng sân mẹ màu vàng rất là ok luôn nha. Mình dùng vàng á. Không bị trầy xước đâu hết. Cái càng là cao su nha. Cao su dẻo đó. Hay là tháo này nó có thông số ta. Không có thông số nữa. Rồi, bán tù mù nha. Không có thông số rồi. 5 sợi Q9 nha. Nó về chung với Nguyên Lô Ray-Ban luôn. Tiếp tục, con này Q10 357. Con này Ray-Ban, con này thì sạch thấy nè. Có thông tin nè. Nói chung con nào nó có thông tin thì em mới tìm kiếm được. RB 3150 mọi người nha. Thông số là 49 19 130. Bản lề này nước nước sơn rất là đẹp nha. Trong thủy tinh màu cam. Ý bung ốc quá luôn. Rồi để mình xiết lại nha. Bung ren hay gì ta? Ok. Đó. Rubber nè. Nét đằng nét luôn nha mọi người. Ray-Ban. Đó. Mà cái dây mắt đó là trong trưng lưu rồi mọi người. Như dây mắt người ta thay rồi sao? Không rõ nữa. Con này Ray-Ban ý nha mọi người. Ray-Ban. Trong thủy tinh nha. Ngang là 13738. Đó, mắt nhỏ xíu thôi. Rất là dị. Màu ở đây mọi người, để cho mọi người xem cái màu của nó. Đó nha. Đó. Trong thủy tinh nha mọi người. Trong keo có 22. Con này 307 mà Q10. Thủy tinh nha. Tiếp tục con này 150 mà Q11. Cái này trồng thủy tinh rồi. Một cam mà như cái này nè. Nhìn mọi người thấy nó như một phẳng. Cái này nguyên bản vậy nha. Cái này nó bẻ cái càng lên này. Thường là cái này nó sẽ quặp xuống. Cái này nó bẻ cái phiền lên. Cái này thủy tinh nha mọi người. Thủy tinh bằng phẳng rồi luôn. Giọng Fornado này. Kim loại bọc nhựa nha mọi người. Lâu sạch thì mình vẫn đeo ok nha. Mà em thấy nó mong manh quá mọi người.
Thủy Tân. Đó, Thủy Tân. Màu cam mọi người, đó. Thấy chưa? Đó. Có một hai hộp ở trên đây. Ngang 135. Càng nó như này nha mọi người, vô tự uống cam nó vô, cam nó vô nếu mà mặt người nhỏ, mặt người 140 thì không cần ha. Thôi, bán đại 150 mọi người. Có logo. Q1 150. Q12 120k. Hai trồng màu mọi người. Đó, ở trên nên mở một thang đậm dưới nhạt dần nha. Có súp tơ. À, còn đeo ok. Này nam đeo. Con này ngang tầm 135. 135 mọi người nha. Cho nó mặc 137 trở lại. Đó. Nam nữ đeo ok chưa? 120k mã Q12. Q12 120. Q13 100k. Đó. TK 109, con này hai trồng màu này, trồng xước nhiều mùa thôi. Nhưng mà thấy vẫn đeo ok nha mọi người. Đó là em đeo thử rồi nha. Đó, như thế này. Giờ chỉnh dưới cho mát lại nha. Đi đeo đi nắng tạm ok. Con này ngang 140. Ngang 142 nha mọi người. Q3 100k. Có súp tơ nha. Q14 một con không độ. Con này chống ánh sáng xanh mọi người nha. Chống ánh sáng xanh. Không độ. Gọng nhựa. Nữ đeo ha. Ngang là 140. Trồng có súp tơ xí đâu mọi người. Đó, súp tơ. Trong con xanh xanh nha mọi người. Q14 120k. Rồi, đeo cho phát cho mọi người hình dung. Đó. Nữ mặt dưới 110 trở lại nha mọi người. Q15 120k. Con này cũng chống ánh sáng xanh nha. Nói chung là em test rồi mọi người yên tâm. Test lại là mất thời gian mọi người cho này. 120. Nghe ngõ là 140. Cao trồng là 29, 30 gì đó mà. Có súp tơ nha. Nhưng mà vẫn đeo ok. Nam nữ cũng đeo ok. Chống ánh sáng xanh hả? Q15 120k. Q16, con này cũng trong ánh sáng xanh luôn. Tết qua đây. Rồi, cái tết ánh sáng xanh nó cũng còn hợp binh rồi. Rồi, nói chung là anh test rồi mọi người yên tâm nha. Rồi mới là mua cái bút mới. Trồng to. Chống UV nha, mấy cái ống xanh là nó chống UV được hết nha mọi người nha. Ngang là 142. Tròn đường kính là 50 nha mọi người. Có phủ sơn rất màu nâu xung quanh đây. Nữ đeo ha. Nữ cái mặt dưới 142 nha mọi người. Nam vẫn đeo được ha. Q16 140. Chống ánh sáng xanh nha mọi người. Rồi, lên mọi người ít tính lão ha. Q17. Q17 170k. Con này lão 1 độ nè, đây, càng nó ghi 1 độ luôn nha. Kim loại nó bọc nhựa ngoài. Đó, nhựa ngoài dẻ đôi mồi thôi nha. Lão 1 độ nha mọi người. Cái trong này trong á. Bên ngoài thôi. Đó. Đó ha.
trong vách, mà cần dù mọi người phải xây trồng thủy tinh rất là nặng. Ngang là 1.43. Đó. Rồi, nam nữ mặc phải trên 1.37 mới đeo được nha mọi người. Bây giờ chỉnh cái phần chui ra xíu. Chỉnh cái phần chui xíu. Đó. Con này 170k nha, mã Q17. Cái này dính sơn mọi người nha, chị kệ ra. Q17 170k. Q18 180 nha, con này là 1.5 độ. Cái gọng này là gọng Magenta của Seiko mọi người. SG0211 này, gọng Titan nha. Nhưng con này thì nó sản xuất tại Trung Quốc nào, Indochina. Đó, lâu cái sạch sẽ đây nha, có sức tơ ít nè. Dòng rất là keng nha, sức tơ nè. Một số chỗ không đáng kể nha. Ngang là 140. Chiều cao trồng là 34. Đó, Titan nha mọi người. Nam nữ đeo ok hết. Lão 1.5 độ ha. Đây Q18 180k. Q19 150 nha, con này cũng lão 1.5 độ luôn. Mấy cái này rộng đời đời tống hồi xưa này. Kính nhập hồi xưa nô 1002. Càng nó có vết lão hóa nè. Lách cơ vàng và lốc vàng phôi pha một số chỗ qua nhà mùa. Trầm có xước tơ, cắn li ti xí ở đây. Không đáng kể ha. Vẫn nhìn ok. Ngang là 1.38 nha mọi người. Chiều cao trong là 40. Các nam mặc 1.40, 1.42 trở lại. Đó, hôm này nam nữ đều ok ha. Thì mọi người mấy cái kính này trồng trong vách là đâu có thua gì à. Thủy tinh đồng rồi ha. Đó. Người thủy tinh rất là nặng, trong khi như máy trồng bình thường thì nó nhẹ hơn. Rồi cái này trồng thủy tinh em báo nha, còn có thì em cho qua mọi người nha. Q19 150. Q20, cái này 206, con này lão 175 nha. Lão 175 trồng Nikon cho mọi người. Đây. Đó, thấy không? Nikon trồng đẹp keng luôn. Nikon Hanamori. Hanamori là một nhánh của Nikon nha mọi người, như nhau đó. Của Nikon luôn sao. 60 13 nha. Con này xe ngang lớn nè, ngang 145 luôn. Cho bác nào mặc 142 trở lên nha. Đó, như kính râm luôn. Các người thích sát mặt, mọi người chỉnh cái mắt sát vô nha, này nó sẽ sát mặt. Đó, em chỉnh sát vô luôn. Đó, sắc mặt xí nè, chỉnh dây mắt vô xí. Đó. Sát vô xíu, cái đây đã vô xíu nữa là sát luôn nha. Nếu mọi người thích đeo sát mặt đó, còn có một đi đeo bình thường vậy được rồi. Đi nắng bao phơ nha. Lão 175 cái này nam đeo tạm cũng ok mà, nhưng mà chuẩn này đó là kính nữ nha mọi người. Q20 260k nha, lão 175. Đó, sức tơ ít nha. Nói chung là đẹp kìa. Tiếp trên này nữa. Q20 256.
Q21 220 con này cũng lão 175 luôn. Trông con xài được nha, mặc dù là nhìn nó hơi cũ rồi. Nhưng mà thấy con rất ok nè. Đó. Nhưng mà cũng nhìn ok nha, còn nhìn được ok. Đó. Trong vách. Con này có chống UV nè. Gầm titan thông số là 52-16-140. Comforio. Mắc in Japan rồi ha, mắc in Japan. Yamax. Ngang là 135 nha, nhưng mà này nó nở đây, mình có thể mặc 142 trở lại vẫn đeo được nha mọi người. Đó. 142 vẫn đeo được nha. Q21 175k. Ơ quên, đạo 220 nha mọi người, là 175. Cho này nó có xước lớp sơn thôi nha mọi người, sơ sơ thôi. Q21 220. Q22 254. Con này lão 1 độ rưỡi mọi người nha. Lão 1 độ rưỡi. Gọng titan beta nha. Thông số là 55-15-140. Dây mắt nè. Con này gọng nước sơn còn tương đối ok nè. Còn đẹp luôn nha. Đẹp luôn. Cái này lâu là sạch trong người, không phải xước đâu, để em coi thử. Đó. Ken luôn. Nha. Đó. Cái này là màu đó nha, chứ không phải là bị xước sần xây đó nha mọi người. À, con này ngang 138. Chồng cao là 37 nha. Rất là đẹp, con này khá đẹp đó mọi người. 254, con này lão 1 độ rưỡi ha. Mã Q22. Q23 kính nữ nha, con này lão 225. Con này giá 150. Con này gọng titan beta nè. Thông số 52-17-135. Sau là các hoa văn bông hồng. Càng nó có là hóa nhẹ phía đây nha. Gọng khoan. Đây nó bị mẻ đây xí. Một số vết xước nhỏ ra đây thôi, không đáng kể mọi người ha. Mẻ xíu ra thôi. Đây ngang là 137 mọi người nha. Cho bác nào nữ 110 trở lại. Chỉnh cái dây mũi này nó sát mặt nha, tùy mọi người. Q23 150 nha mọi người. Q24 170k. Con này lão 225. Con này gầm titan này nhưng mà nó hơi cũ rồi. Xước cũng có li ti nhiều nè. Đó. Nhưng mà vẫn còn xài được nha. Đây. Chấm này, xước nè. Nhưng mà đem cho mọi người xem nha, vẫn xem ok. Không vấn đề hết mọi người. Đó ha. Vẫn xem ok, không vấn đề gì hết. Xước tơ một sợi này. Rất nhỏ. Thành ra titan mà nó rất rẻ nha mọi người. Chứ titan mà ngon đẹp thì không có rẻ đâu. Không bằng giá cái giọng, à, giọng nó bị lỗ ở phía dưới đây. Phần ai nói. Trung tổng quan thì được. Cũng tương đối. Ngang là 138. Trồng cao 40 nha mọi người. Đó. Nam được đeo ok. Q24 170k. Này lão 2 độ rưỡi nha. 225 mọi người nha. Lão 225. Tiếp tục lên một người con lão 225 nữa.
con này 190. No 31. Lâu lâu lại cái gì. Có xước li ti ít nha mọi người. Rất là khó thấy nha, mình nghĩ là hầu như không ảnh hưởng đến kính. Xước li ti ít ở bên đây thôi. Bên này thì gấp đây. Không đáng kể mọi người nha. Mọi người nhìn ok. Đó. Cái này ngang 135. Trồng cao là 42. Đó, bắt đầu nam nữ mặt dưới 140 đều ok nha. Lão 225, con này 190 rồi nha. Nó quen còn tương đối. Q26 con này lão 2 độ rưỡi, con này giá 170 nha. 170k. Bây giờ bông xi mạ nó vuông vô nó còn mới nha mọi người. Con này là còn rất là mới luôn. Nó bị bông xi mạ đây nè. Đó. Thấy không? Cái đây nữa nó bị lão hóa đây. Nhưng vẫn đeo ok nha mọi người. Đây, cái càng nữa. Trồng người có xước nó cũng li ti ít à. Gấp anh. Đây. Là li ti đây, đây. Đây. À. Trên đây. Không đáng kể nha, mình vẫn xài ok mọi người. Ngang là 38. Đó. Nam nữ đều ok. Giống cứng cáp nha. Đây là hóa một số chỗ mà người lên xanh xanh. Người để những bạn xài cũng được, không vấn đề gì. Q26 170 nha. Con này lão 2 độ rưỡi. Q27 190, con này cũng 2 độ rưỡi luôn. Con này thông số là 5614. Trồng có sức tơ ít ra nha. Một số chấm được đây. Hết rồi mọi người. Đó. Thương hiệu này khó đọc lắm. Yamax. Có logo ở sau luôn. Con này ngang là 137 nha mọi người. Thì nếu mặt con người dài người nắng cái đây là nha, cho nó phù hợp với từng khuôn mặt của mình. Hai cầu nam nữ đều ok, và quen còn tương đối nha. Nó bị tróc lớp xi vàng ở đây xí hai bên, nổ lớp mạ, còn lại ok nha mọi người. Q27 190 nha. Mọi người lưu ý là con nào em có báo là thủy tinh thì nó mới là thủy tinh nha. Còn lại con nào có báo độ thì mới là kính lão, còn không là bán rộng hoặc là kính râm mọi người nha. Em thấy video trước em bán bao con kính máy mẹ cuối á, em nói rất là rõ là bán rộng rồi mà con bé còn lầm là sao mà mua tàu kính cận. Con này lão 2 độ rưỡi, con này 100k, Q28. Phong nhỏ là xíu. Nó có đàn hồi luôn. Cái này cho bác nào chữa cháy ok nha. Ngang 133-32. Cao là 22-23. Đó, cho bác chữa cháy. Nam nữ đều ok. Mặt dưới 137 với em nha. Q28 100k, lão 2 độ rưỡi cho mọi người. Rồi, mã cuối cùng. Q29 170, con này lão 275. 275 mọi người nha. Còn khá là mới luôn rồi. Dòng còn khá là mới luôn nha. Khá
khá mới. Con này ngang chứ tầm 135 thôi. Ngang 137 mọi người nha. Con 137. Đó. Lẻo 275 nha. Cái tay của thằng này nó bên cao bên thấp thì chỉnh lại. Rồi, mặt 140 với lại đi ok ha. Trầm còn rất ok nha người, trầm rộng còn tương đối ok nha. Có lão hóa nhẹ thôi, nói chung là hàng xài rồi nhưng mà con này cũng rất là ok. 275 nha, Q29 này 170k. Rồi, lên một người ít gọng kính nha. Đó. Con này mà Q30, 38, mùi lưu ý là bán gọng mọi người nha. Cái chồng nó là hư tê tu sơn mút rồi, mọi người không có lấy được đâu. Con này một cái gọng bọc vàng dùng người tự dọn nha. Avender này, Avender Yamax này 1/20 14k nha mọi người. Đó. Giờ mọi người đi cái kính này, mọi người sưu tầm nó, mọi người tự dọn đi với em nha. Ngang 140. Ngang 140. Cái này nó cổ quá đồng rồi, nó xuống cấp này dễ đánh bát đánh đồ rồi xả nhám các kiểu rồi nó mới đẹp được. Rồi Q30 380k. Q31 200k nha. Con này Christian Dior, con này của áo mọi người. Dior của áo đây, CD đây. Cái đây nó giòn nó bể rồi nè. Đó, hai cái phần cái càng kính nè, Christian Dior phải không, ho van nè, ho van đó. Cái này đắt tiền lắm mùi à, đắt tiền lắm nha, kính này đắt tiền lắm mùi. Dior nha, 2876 nè, thông số là 5617135. Giờ người thay cái phần đây để xin đánh bóng các kiểu lên. Ừ, nữ mà đeo cái này nhìn sang chảnh luôn rồi, quá đẹp luôn. Q31 200k nha. Christian Dior Q32 120k. Một cái form kính cổ mà mười lấy càng thôi. Lỏng lẻo nè. Số là 5515. Không biết có phải bột vàng hay gì đâu mà không thấy thông số nữa. Con này lão hóa mờ quá em không thấy rõ. Mai à. Cái mai ngang là 128 27 rồi 120 nha. Cái chồng thủy tinh nặng giả mang Q32 120k. Q33 220. Con này CK rồi nha, Calvin Klein. Thông mã nó là 350 7T, thông số là 5120 140. Dòng titan luôn rồi không, Titan 2 dòng da băng. Đây, Yamaxica chuẩn nha. Yamaxica đây. Đó. Titan nhẹ nhẹ, từ luôn, gặm treo mọi người. Giờ cắt kính là nhức nách nha. Này nam nữ đều ok hết rồi. Ngang là 135. Rồi mới nó không cao lắm thôi mọi người. Chứ rồi mới nó cao là chém được. Được giá luôn. Sika mọi người nha, hàng authentic. Nước sơn này mọi người xả sơn ra đánh lại Calvin Klein. Đó. Giờ cách này phone này nam được đeo ok mọi người nha. Chỉ như ương đi xét á. Đồ mới nó mình khá thôi. Q33 220 nha. CK chuẩn đó mọi người. Q34 250. Con này Levin của Pháp, đây Levin. Logo chuyển nổi nha. Càng đó mọi người. Càng nó dễ đá. Chữ Lê Vinh chuyện nổi nè, giọng còn rất là mới luôn nha. Yamax nè. Đó, Yamax hai mẹ con gì đó. Giọng Titan nha, thông số là 5217140. Titan in Japan nè. Đó. Độ mới còn rất là cao luôn. Lê Vinh
chủng hàng đó mọi người. Cái này máy này đắt tiền, nó không có rẻ đâu. Ngang 130, ngang 1 ba mấy nhỉ, 37. Lưu ý là gặp thôi nha mọi người nha. Này giờ mọi người kính đó, đó. 2,5 mã Q34. Mới mấy con mới này thấy mình đã bán 3-400 nữa rồi không. 5-600. Đó là hàng si nha, nó còn hàng mới thì không nói đâu, tiền triệu không nói rồi. Q38 180. Con này cũng titan luôn. Thương hiệu là Arnon Conbamer. Này giống cầu thủ Chelsea rồi. Đó, logo này. Càng nó có là hóa nhẹ đây, vì đánh bát là sạch rồi. Đó. Này, nước sơn Midnight còn khá là ok ha. 30 này chuyện nổi luôn mọi người. Thông số là 32-15-140. Khung 30. Ngang là 135. Chồng cao là 40. Đó, nam mạch 140 trở lại nha. Q35 180k. Nhớ. Yeah. Ồ quá. Q36 150 nha mọi người. Con này thiếu cái dây mắt này. Titan B dòng xe banh nha. Thương hiệu Hoja Titan mọi người nha. Titan. Này dễ đánh đồ làm đẹp các kiểu lại. Thì không có bị lỗi nặng mọi người, chỉ thiếu dây mắt thôi. Này đánh cái kính râm cũng lão đẹp lắm. Này cái râm đẹp, phone này cái râm đẹp. Chồng bự quá. Ngang 142. Titan bơ nha, thiếu dây mắt. Hôm nay cái kính râm đẹp lắm mọi người, hay là kính lão râm đi đường đó. Đẹp đó. Đó, to bự, bán nào mặt bự ha, trên mặt 1.2 nha mọi người, mặt trên 1.2, Q36 150. Giờ kiếm cái dây mắt đút nữa là lầm kẹo nha. Con này mắt nó 58 luôn, ngang ribbon luôn. Rồi Q37 một con gọng ý, gọng áo nha, 150. Gọng áo nè. Con số 52-11-30. Cột ra, con này của áo mùi nha. Đất cơ vàng. Ngang là 127, trồng cao là 45. Mấy con Dior mà áo con này đắt lắm mùi. Con này cô ra, đó là xích hao rồi á, có mấy con Dior của áo đắt lắm, giá sệt mấy chục tỏi không kinh. Lách cơ vàng nha, chứ không phải nó cục vàng đâu, rồi thương hiệu nó là nó bán thương hiệu đắt cưa lắm. Còn thử sệt giá đâu, mấy cái này nó mà này, cái nữ của người nó mà dọn lại làm đẹp đẽ nên bán thì ngon, gọng chục chục không kinh. Bơ Ray-Ban. Thực chất là mấy cái con Ray-Ban này kia rồi 4 triệu không có cửa với mấy cái gọng áo đâu mọi người. Giá mua nó cũng hay là ngang cửa, là hơn cửa luôn á. Ngang 130. Cái này bán gọng mọi người nha, 200k. Bơ Ray-Ban này ra Mỹ nè. Cái dây mắt nó như này nè. Không biết có thay hay là nguyên bản như nào thì không rõ. Cái càng này. Ray-Ban. Cái này trầm cận nha, trầm cận mọi người nha, lấy cái gọng thôi. Đây, có mẹ đây, có mẹ là người sạch mẹ. W2839. Chắc nét rồi, chắc hàng riêu rồi mọi người. Cái này hàng riêu rồi. Chữ nét quá. Q38 200k. Mắt nhỏ thôi nha mọi người. Cao là 35, cái này dùng cái kính râm hay là như thế nào đó. Kính lão, ngang 130. Đeo kính Ray-Ban rồi, nó đẹp tóc. Q39 254. Con này một cái gọng bọc vàng trắng mọi người nha. Lưu ý là bọc vàng trắng đây. Một phần 20. Một phần 20. À. Một phần 20 14k wide gold fill nha. Là W là wide này. Wide thì gold fill nó water. Dây mắt này. À, cái viên này là WB hết mọi người thấy không?
hàng riêu. Cái này mà sạch giá mà dưới 2-3 triệu là mới lạ đâu mà. Còn nhiều hơn là chắc chắn rồi. Không biết bao nhiêu thôi, ngang 1.30. Trồng cao 4.4. Còn rất là mới mùi. Cái này bán rộng thôi nha. Cái chữ logo hãng mà nó cắt xung quanh cái viền luôn. Đẳng cấp. Cái này chỉ kính nữ thôi. Đeo phát thử nha. Cái này vậy cái kính thay bói được. Đó. Quá trời quá đất. Màu trắng, cái này bằng màu đen hay là màu vàng là em lộn rồi. Q3924. Rồi, mã cuối cùng Q4028. Một cái gọng bọc vàng nha. Riêng kênh em là bụng bọc vàng nữ sẽ có giá rất là rẻ nha. Tại vì ngay chủ đích mình mua là không mua kính nữ. Bởi vì kính nữ thì mình có nghĩa là nó không đặt nặng giá cả kính nữ lúc mà mua về bán rẻ hơn. Chứ không phải là máy gọng rẻ đâu mọi người. Mua mà chủ đích mua đắt lắm. Mua hồng đích là nó dính theo lô á. G12K GF 1/10 nha. 54 13 135. Đó. Dây mắt này. Này nghe nói dây mắt nguyên cục vàng không biết phải không mọi người. Đây này. Nguyên khối. Trên tay nha. Ngang là 125. Riêng mua ở đâu với kênh của em, đó, kênh nữ. Đa phần là rẻ. Bọc vàng quán rẻ. Đó. Bằng cái 208 là chưa bằng giá người ta bán rộng nữ titan luôn mọi người, xem nào. Q40 28. Bergamo. Em không phải là không coi coi rất là nhiều mọi người, coi cả kênh nước ngoài, kênh Việt Nam, coi trên mạng, kênh Facebook các kiểu. Coi mình và coi tham khảo học hỏi này kia các kiểu mọi người. Ồ lại bán giá cũng gắt đấy. Nhưng mà mỗi người mỗi cách bán, mỗi người giá nhập mua vào nó khác nhau. Thật ra mình cũng có bán cao hay thấp là quyền của mọi người. Đó, ví dụ như em bán cỡ này nha. Ai cho lại đúng không? Nhưng mà mấy cái khác thì em không rỉ được quá mọi. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi, chúc mọi người check video đây xong là mọi người ăn lễ luôn rồi ha. Mọi người ăn lễ giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân nha. Qua lễ em sẽ bán lại mọi người, chắc là tối ngày lễ đó, là tối hôm sau đó ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.